Chào mừng các bạn quay trở lại kênh âm thanh thiết bị audio.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Wi-Fi từ Mixer Behringer X32 Compact. Cái mục đích của nó là để cho mình có thể kết nối vào điện thoại. Một số nhạc công đó các bạn ngồi ở trên sân khấu có thể dùng điện thoại kết nối vào trong mixer bằng wifi, điều khiển riêng cái monitor của mình. Mình ví dụ như là từ mixer mình quy định là bus 1 là monitor của guitar, thì người nhạc công họ chỉ có một cái cần này thôi để họ điều khiển cái monitor của mình làm sao cho hợp lý, cho vừa cái lỗ tai để mình nghe. Và điều thứ hai là mình có thể kết nối vào trong PC, mình làm chương trình từ PC và mình có thể điều khiển lại trong mixer. Rồi các bạn ha, nhạc hơi lớn. Rồi thông thường một số cái mixer digital đó các bạn, nó không có tự phát wifi ra được, mình phải dùng một cái router. Đây, mình dùng một router rồi mình dùng một cái sợi dây mình nối vào cổng internet của nó nè. Rồi, sau khi mình nối vào router đó thì mình vào phần setup. Ở đây. Các bạn ơi, các bạn lưu ý nè. Đối với một cái mixer mới hoàn toàn là những chỗ chỉ số ở đây nó để là 00000 và không có chỉ số nào hết. Các bạn chỉ cần bấm vô đây, các bạn xoay từ cái chữ IP, Enter. Bạn xoay xuống mask là nó tự nhập cái địa chỉ nó vào luôn. Các bạn ha. Để mình coi. Rồi, thì hiện giờ nó tự nhận là 192.168.1.2. Đây các bạn ha. Rồi. Ở trên PC, mình mở cái PC của mình lên. Rồi mình vào cái mục danh mục wifi đó, thì mình sẽ thấy cái tên router nó nằm ở đây, nó là GW040, thì mình sẽ chọn vào. Rồi mình chờ nó kết nối chút xíu nha các bạn. Rồi nó kết nối thành công ha. Thì mình vào website chính hãng, mình download cái phần mềm X32 về. Rồi các bạn, rồi bên đây. Mình chọn vô. Rồi thông thường á là nếu mình tự nối vào wifi á của cái router nối vô là nó tự hiểu là có một cái mixer digital nằm ở đây luôn. Các bạn tự hiểu thì mình chỉ việc connect thôi, còn nếu mà các bạn nó không hiện lên các bạn đó, các bạn có thể vào setup. Thì vào setup, một là mình nhập cái địa chỉ IP vào, hai là nó nằm ở phần dưới nè. Các bạn sẽ thấy nó nằm ở cái phần dưới này nè. Mình phải chọn vào nha. Rồi xong rồi mình mới làm connect. Thì nó hỏi mình á là đổ chương trình từ mixer vào PC hay là từ PC vào mixer. Thì thông thường nếu mà mình làm chương trình ở trên mixer rồi đó thì mình chỉ việc đổ chương trình này vào PC thôi. Rồi đang load đây các bạn. Thì việc này nó sẽ đồng bộ hóa, mình điều khiển ở trên PC thì cũng giống như điều khiển ở trên mixer vậy đó. Rồi kết nối thành công là nó như vậy đó các bạn. Rồi mình thử mình điều khiển cái cần số 1 này nhé. Ở đây cần số 1 nè, mình điều khiển nè, để mình coi nó chạy chưa. Rồi mình kéo lên nha. Rồi các bạn coi ở cái kênh trên số 1 trên mixer đó, nó ăn theo luôn đó. Đó. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Mình có thể điều khiển cần master bên này tùy ý của mình. Đây cần master này các bạn. Mình giảm nhỏ nhạc lại được. Đó. Rồi như vậy là ok đó các bạn. Giờ tới cái phần mà mình kết nối điện thoại ha. Rồi khi mà các bạn làm xong end đó thì các bạn nói các bạn đánh nhạc á, mở máy ra, nối wifi vào.
Rồi, mình thử ha. Mình sẽ chọn cái router, tên của router y chang là BC. Rồi, kết nối thành công rồi các bạn. Rồi, việc của mình là bây giờ á, là mình vào cái app. Rồi, vào cái app đây. Rồi, chọn nó vào. Bây giờ á, trên bàn mixer, các bạn chọn vào phần bus. Nè, mình ví dụ như giờ bus đi. Mình chọn vào phần bus đi ha. Thì bây giờ á, mình quy định bus 1 là cho guitar. Thì ở đây nó có cái mix bus nè, bus 1 nè. Mình chọn vào mix bus 1 thì mình sẽ điều khiển được bus 1. Rồi mình chọn nha, khiển nha. Rồi. Thì đó, thì các bạn ở trên sân khấu mà mình muốn nghe guitar, piano nhỏ lớn gì á, mình ví dụ như là bus 3 đi là cho piano đi. Thì cái bạn ở piano sẽ điều khiển bus 3. Ví dụ như nghe tiếng piano mình chưa có hợp lý thì mình sẽ điều khiển. Nó sẽ chạy cái bus 3 lên. Các bạn ha, là mục đích của nó là như vậy. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi.